Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với trang đồ họa 247. Tôi là Lâm Văn Tư. Bài hướng dẫn hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo các cái quả cầu 3D giống như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình bằng phần mềm Illustrator. Trước khi thực hiện bài học này, các bạn cần lưu ý các vấn đề như sau. Thứ nhất, Illustrator là phần mềm thiết kế 2D. Chính vì thế các cái hiệu ứng 3D chỉ mang tính chất là minh họa hỗ trợ thêm, cho nên là nó sẽ không có nhiều thuộc tính, nhiều cái tính năng chỉnh sửa giống như các phần mềm 3D thực thụ như là 3D Max hoặc là Cinema 4D. Vấn đề thứ hai là các cái hiệu ứng 3D trong Illustrator nó khá là nặng, cho nên là các bạn sẽ thực hiện với cái khổ nhỏ. Thường thì các bạn nên thực hiện trên cái khổ A4. Sau khi mà chúng ta thiết kế xong thì chúng ta sẽ expand, sử dụng lệnh expand appearance để chuyển cái hiệu ứng 3D thành đối tượng, sau đó chúng ta mới phóng lên đúng với cái kích thước mà chúng ta cần. Ở bài học hôm nay, các bạn sẽ thực hiện các cái quả cầu như thế này. Và cái vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ tạo bóng đổ cho nó. Ok, vậy trước hết tôi sẽ làm cái công tác chuẩn bị. Ở đây tôi sẽ thu nhỏ cái màn hình lại nha. Thu nhỏ màn hình và tôi sẽ copy, sử dụng Artboard Tool để copy thêm một cái trang nữa để chúng ta thực hành cho nó tiện. Giữ Alt Left Shift để các bạn copy thẳng hàng cái trang tài liệu của mình. Rồi, bên dưới là một cái trang mẫu, còn phía bên trên là tôi sẽ xóa đi để tôi sẽ tiến hành thực hiện các cái hiệu ứng. Thì với những cái hiệu ứng tạo quả cầu 3D như thế này, các bạn sẽ sử dụng hiệu ứng Effect 3D, chọn là Revolve. Đây là hiệu ứng xoay một cái đối tượng 360 độ với cái trục mặc định của nó là trục Y, xoay đối tượng 360 độ quanh trục Y để tạo thành một cái hình khối 3D. Nếu mà các bạn đã học các cái phần mềm 3D thì nó là lệnh Blast, lệnh Blast xoay đối tượng. Ở đây ví dụ như là các bạn để tạo một cái quả cầu như thế này thì các bạn sẽ sử dụng công cụ vẽ hình tròn. Chúng ta giữ Shift để vẽ cho nó tròn. Sau khi vẽ hình tròn xong, các bạn sẽ sử dụng công cụ Direct Selection Tool. Các bạn quét một cái điểm phía bên tay trái. Ở trong Illustrator, các bạn dùng Direct Selection Tool, quét điểm phía bên tay trái, các bạn xóa đi. Các bạn bỏ một view. Và chúng ta gán cho nó một cái màu đường viền. Ví dụ đây tôi sử dụng màu đỏ. Và chúng ta sử dụng hiệu ứng xoay 3D, Effect 3D, Revolve. Revolve là lệnh xoay, xoay đối tượng 360 độ quanh trục Y. Các bạn review để xem kết quả. Thì đây, với cái hiệu ứng này nó có mấy cái vị trí để cho các bạn điều chỉnh. Thứ nhất là More option để các bạn chỉnh các ánh sáng này. Ở đây hiện tại các bạn thấy có một vị trí ánh sáng, có nghĩa là nó có một light, một cái đèn. Các bạn chọn More option. Ở đây nó cho phép mình chỉnh cái nguồn sáng, chỉnh tùy các bạn. Các bạn có thể chỉnh nó ở những vị trí mà các bạn thích. Ví dụ tôi muốn ở phía bên dưới này một cái đèn và thêm một cái đèn nữa, các bạn click vào đây, các bạn chỉnh vị trí
chỉnh cái cường độ ánh sáng. Các bạn có thể thêm ánh sáng trong trường hợp các bạn không muốn dùng cái ánh sáng nào, các bạn cứ chọn ánh sáng đó và click vào delete light. Vậy là chúng ta đã xóa xong phần ánh sáng. Muốn chỉnh thì các bạn chọn vào cái light, các bạn chỉnh tăng giảm tương ứng. Tiếp theo là map art. Map art nó cho phép các bạn gán các cái hình ảnh từ bảng symbol, gán các hình ảnh từ bảng symbol vào trong cái hiệu ứng của các bạn. Ví dụ đây tôi gán cái bông hoa có sẵn và chúng ta sẽ cho nó nổi khối 3D. Nếu mà đây các bạn nhấn OK, các bạn sẽ thấy nó giống như một cái hình 2D, thì cái hoa này nó nằm khá là phẳng. Mình cho nó nổi cái ánh sáng lên thì nó sẽ hiển thị giống như một cái hình ảnh 3D. Để chỉnh sửa một cái hiệu ứng 3D trong After Effects, xin lỗi, trong Illustrator, các bạn sẽ chọn bảng Efferency. Nếu máy của các bạn bị ẩn thì các bạn chọn Windows Efferency để bật lên Shift F6. Ở đây chúng ta sẽ click vào hiệu ứng để chúng ta chỉnh sửa, review để xem. Và các bạn chọn map art, các bạn chọn shape hex để nó hiện ánh sáng 3D lên. Còn nếu chúng ta chọn invisible geometry thì nó sẽ cho phép chúng ta nhìn xuyên qua cái mặt phía sau. Ok. Đây là các bạn thực hiện hiệu ứng, các bạn chỉnh sửa hiệu ứng. Còn nếu các bạn muốn phóng lớn thì các bạn nhớ sử dụng lệnh Object Expand Apparent. Đó, nó sẽ chuyển thành một cái hình và dĩ nhiên chúng ta không không còn hiệu ứng nữa, chúng ta không chỉnh sửa được. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu hiệu ứng 3D, hiệu ứng Revolve trong Illustrator. Như thế thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xoay một cái đối tượng 360 độ. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đối tượng có đường viền thôi, không cần màu fill. Vậy thì các bạn thấy là nếu mà mình muốn ở đây các bạn thấy chất liệu của các bạn gán lên trên cái quả cầu 3D của mình là bông hoa có sẵn trong bảng Simpon. Đó. Ở đây thì đây là cái bài mà mình đã sử dụng một số cái symbol, mình đã tự tạo ra một số cái symbol để làm cho cái bài tập này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo ra các cái symbol. Thì đây các bạn phải vẽ các cái hình chữ nhật, copy, lặp lại, tô màu. Sau đó chúng ta sẽ lưu vào bảng symbol. Thì ở đây tôi sẽ thực hiện cho các bạn xem nha. Chúng ta bỏ bài này đi. Trước hết là tôi sẽ vẽ một cái hình tròn. Giữ Shift vẽ cho nó tròn. Dùng cái Direct. Dùng công cụ Direct chúng ta chọn một điểm, xóa, nhấn Delete. Chuyển lấy lại cái đường viền màu đỏ. Rồi, sau đó các bạn chọn Effects 3D, chọn là Revolve. Review để xem kết quả. Ở đây tôi sẽ xoay cái hiệu ứng cho nó nghiêng về bên bên phải. Và chúng ta chọn More Option để chỉnh lại cái ánh sáng. Thêm ánh sáng. Còn phần Map Art thì các bạn phải phải vẽ cái vật liệu cho nó. Ok. Ở đây cái hiệu ứng nó chưa có đủ nghiêng cho nên tôi sẽ chỉnh lại.
review cho nó nghiêng chút nữa. Đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tạo chất liệu cho cái hiệu ứng này. Trước hết tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật, tô màu đen. Tô màu đen. Sau đó chúng ta sẽ copy lại, giữ phím Alt Tab Shift copy thẳng hàng. Các bạn thấy cái màu, cái phần đối tượng mà nó hiện màu xanh có nghĩa là nó đã chạm với nhau. Nhấn Ctrl D lặp lại. Ở đây các bạn tạo cho tôi 6-7 hình ảnh gì đó. Rồi, thứ nhất là màu đen. Thứ hai các bạn có thể chọn màu màu đỏ, màu đen. Ở đây chúng ta sử dụng màu đen là màu chủ đạo. Màu màu xanh, màu hồng và màu xanh lá cây, ví dụ như thế. Rồi sau khi các bạn tô màu xong, các bạn chọn tất cả các đối tượng bỏ vào bảng symbol. Trường hợp mà bảng symbol các bạn bị ẩn, các bạn chọn Windows symbol, Ctrl Shift F11, chúng ta nắm, chúng ta kéo bỏ vào đây. Ví dụ thầy đặt, tôi đặt nó là mẫu mẫu 1. Ok. Rồi bây giờ các bạn xóa nó đi. Chúng ta sẽ ép vào hiệu ứng này bằng cách chọn trên bảng Appearance, chọn cái hiệu ứng để chỉnh sửa, và Review Map Add. Ở đây chúng ta có hai mặt, chúng ta có hai mặt thì chúng ta sẽ thử gán mặt thứ nhất xem nó nằm ở phía trước hay phía sau. À, thì phía trước ở đây tôi sẽ chọn là cái kiểu mẫu số 1 mà chúng ta vừa thực hiện. Nơi bé các bạn có thể kéo bằng tay hoặc chọn keo to fit để nó ép vừa với cái màn hình. Và đừng quên chọn shape artwork để hiện ánh sáng lên phía trên. Nhấn ok để chúng ta xem kết quả. Ok. Chúng ta bỏ chọn đi, chúng ta nhìn rõ hơn. Các bạn thấy một cái hiệu ứng nhìn khá là bắt mắt. Bây giờ các bạn sẽ copy thành cái đối tượng thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm để chúng ta thực hiện cho các cái hiệu ứng tiếp theo. Giữ phím Alt Tab Shift copy thẳng hàng. Cho xa ra một chút. Và lặp lại các bạn dùng phím Ctrl D. Đó chính là Object Change Form. Change form again. Object change form. Change form again. Đó. Ở đây chúng ta có 4 cái hình ảnh. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cho cái hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh tiếp theo là các bạn sử dụng cũng là cái hình chữ nhật, nhưng mà nó sẽ cắt ra. Nó sẽ cắt ra. Thì lúc này các bạn phải vẽ cái mẫu tô. Ví dụ tôi vẽ một cái hình chữ nhật nhỏ. Chúng ta gán màu. Màu này là màu gì tùy các bạn. Đây ví dụ tôi chọn màu hồng. Giữ Alt Tab Shift copy thẳng hàng. Ở đây mình sẽ thiết lập nó cách ra. Nhấn Ctrl D để lặp lại. Và bây giờ các bạn sẽ kéo nó vào bảng symbol. Chúng ta sẽ đặt tên nó là mẫu 2. Mẫu số 2. Ok. Sau khi thực hiện xong các bạn bỏ. Bây giờ các bạn muốn gán vào cái hiệu ứng 3D này thì các bạn sẽ chọn nó. Các bạn chọn trên bảng Appearance, chọn vào hiệu ứng, chọn Review để xem. Và chúng ta thu nhỏ cái giao diện lại. Chọn Map Add. Muốn gán một cái mẫu mới thì tôi sẽ tiến hành xóa cái mẫu hiện tại. Trong trường hợp cái hình ảnh các bạn có nhiều mẫu tô, các bạn sẽ chọn Clear All. Còn nếu có một mẫu tô mình clear thôi cũng được. Và bây giờ mình sẽ gán cái mẫu số 2 này. Mẫu 2.
các bạn review lên các bạn coi. Ở đây chúng ta sẽ ẩn cái nền đi, cho nên chúng ta chọn Invisible và chúng ta sẽ tiến hành xoay xoay cái hiệu ứng theo cái yêu cầu của mình, theo cái hình mẫu mà mình đã xem. Các bạn điều chỉnh theo ý của mình thôi. Rồi, muốn có cái mặt phía sau, các bạn nhấn Next Subface để chuyển qua cái mặt tiếp theo và gán thêm một cái hình nữa, cũng là mẫu số 2, nhưng mà chúng ta sẽ xoay nó theo cái hướng ngược lại. Ở đây tùy các bạn điều chỉnh, các bạn tìm một cái vị trí nào mà mình cảm thấy nó phù hợp với cái yêu cầu của mình thì thôi. Đó. Và các bạn chọn OK. OK để kiểm tra kết quả. Được nè. Rồi. Cái hiệu ứng thứ ba đó là chúng ta sẽ tạo các cái ngôi sao. Tạo các cái ngôi sao. Thì lúc này các bạn sẽ vẽ các ngôi sao màu đỏ ra. Vẽ ngôi sao. Giữ shift vẽ cho nó đều. Và chúng ta bắt đầu sắp xếp các ngôi sao lặp đi lặp lại. Ví dụ ở đây tôi xếp như thế này, giữ Alt Select, xếp ra. Giữ Alt Select xếp ra. Đây là chỉ là những cái hình ngôi sao được sắp xếp với nhau thôi. Tương tự các bạn xếp ra. Nên mình sắp xếp một cách ngẫu nhiên thôi. Và bây giờ các bạn sẽ bỏ vào bảng symbol. Bỏ bảng symbol. Chúng ta có thể xóa các cái đối tượng bên ngoài. Chỉnh lại hiệu ứng. Map Add. Thay hiệu ứng mới. Clear On. Ép vào đây một cái hiệu ứng mới. OK. Xin lỗi. Ở đây các bạn phóng lớn lên các bạn coi ha. Xem là nó nằm ở mặt nào. Nó nằm ở mặt phía sau.
chúng ta sẽ xóa đi các bạn. Ta xóa đi, ta chuyển qua mặt phía sau, chúng ta gán. Xin lỗi, mặt 1. Kéo cái bảng này xích qua để các bạn xem. Rồi, tương tự các bạn có một cái đối tượng như thế này, thì đây các bạn chỉ cần tạo một cái đối tượng tô màu lưới, tô màu lưới. Rồi bên này là tô màu chuyển sắc. Ví dụ ở đây tôi sẽ tạo một cái đối tượng tô màu lưới màu. Chúng ta sẽ dùng Matte Fill tạo các ô lưới để chỉnh sửa. Này, màu sắc các bạn tự chọn. Ok. Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào bảng symbol. Đặt nó là mẫu số 4. Rồi bỏ mẫu đi. Tương tự các bạn gán vào đây. Chọn hiệu ứng, chọn map add, clear all, và chúng ta sẽ gán vào mẫu số 4, scale to fit. Ok, như thế là các bạn đã thực hiện xong tạo các cái hiệu ứng 3D. Vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta cần tự tạo ra các cái chất liệu. Vấn đề tiếp theo ở đây tôi sẽ tạo bóng đổ. Bóng đổ các bạn sẽ copy một cái đối tượng lật ngược xuống phía dưới. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng là Object Transform, Transform X, lật ngược xuống phía dưới, lật theo cái trục X. Chúng ta cố định tâm ở đây, chúng ta review lên chúng ta xem. Lật theo trục Y. Vậy là các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng của mình nó sẽ bị ngược. Nó sẽ bị ngược do cái hiệu ứng chúng ta chưa chuyển thành đối tượng. Vậy nhớ trước khi các bạn chỉnh sửa, ví dụ như ở đây mà các bạn xoay chút xíu nó sẽ hư cái hiệu ứng. Vậy lúc này các bạn nhớ chọn Object Expand, chuyển thành đối tượng, Expand Appearance, chuyển thành đối tượng để khi các bạn chỉnh sửa, xoay, thay đổi kích thước nó sẽ không bị ảnh hưởng. À, vậy là các cái hiệu ứng này các bạn đều phải expand apparent hết. Rồi bây giờ lật ngược đối tượng xuống, chọn object change form, change form x, copy. À, chúng ta sẽ tạo một cái bóng đổ. Ở đây nếu mà muốn tạo bóng đổ các bạn đơn giản, các bạn chỉ cần vẽ một cái hình chữ nhật tô màu chuyển sắc bằng dấu chấm. Sau đó chúng ta sử dụng công cụ Radiant Tô, giữ Shift để các bạn tô cho nó thẳng hàng. À, phần cái đối tượng này là chúng ta tạo ra để tạo một cái mặt nạ. Cái quy tắc của mặt nạ Smart là phần màu đen nó sẽ ẩn cái hình ảnh của các bạn đi, và phần màu trắng nó sẽ hiện tất cả các cái hình ảnh. Ở đây chúng ta sẽ chọn hai cái đối tượng như thế này. Sau đó các bạn chọn vào bảng Window Transparency, các bạn chọn Mask Mask. Đấy, như thế là chúng ta đã tạo xong một cái bóng đổ. Bóng đổ này nếu các bạn muốn nhỏ hơn, các bạn muốn chỉnh thì các bạn sẽ click vào cái Smart. Các bạn điều chỉnh vị trí. Sau khi các bạn chỉnh xong, các bạn click vào đối tượng bình thường. Ok, tương tự cho cái hình thứ hai.
Object change form, change form x. Chúng ta lật ngược, copy. Và chúng ta cũng sẽ vẽ một cái hình chữ nhật như thế. Thì đây các bạn có thể áp dụng cho nhiều hình cùng một lúc. Object expand efficiency, object expand efficiency, và các bạn lật ngược, object change form, change form x, copy. Và tương tự chúng ta sẽ tạo các cái hiệu ứng smart mặt nạ để che. Ở đây tôi sẽ giữ Alt Left Shift Copy để tạo ra các cái mặt nạ. Và các bạn chỉ việc quét chọn hai đối tượng, chọn mắt. Bây giờ chúng ta thu nhỏ lại để chúng ta xem. Các cái hiệu ứng của các bạn đã tương đối là ấn tượng. Để ấn tượng hơn, các bạn làm một cái bóng đổ, drop shadow giống như thế này. Thì đây một cái bóng đổ đơn giản như thế này, các bạn chỉ cần vẽ cho tôi một cái hình eclipse, vẽ một cái hình eclipse, các bạn tô màu đen và sử dụng hiệu ứng effect style line, các bạn chọn Feather để chúng ta làm mờ cái viền ở phía ngoài. Ok. Và đừng quên chuyển nó xuống phía bên dưới. Object Arrange Center Back. Tương tự các bạn copy cái đối tượng này ra. Và đặt vào vị trí của các quả cầu còn lại. Giữ Alt Left Shift Copy thẳng hàng. Trong cái trường hợp cái đối tượng này nó hơi đậm, các bạn có thể chỉnh giảm opacity, ví dụ khoảng 80% thôi. Những anh này cũng thế, 80%. Như thế là chúng ta đã thực hiện xong các cái hiệu ứng 3D trong Illustrator. Một lần nữa nhắc lại các bạn là khi các bạn thực hiện các hiệu ứng 3D như thế này, các bạn nhớ tạo một cái file mới kích thước khoảng một cái trang A4 thôi. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ dùng Object Expand Efficiency chuyển thành đối tượng. Lúc này đối tượng của các bạn rất là nhẹ, các bạn có thể phóng to thu nhỏ một cách thoải mái mà không ảnh hưởng đến cái tốc độ thực hiện của mình. Mọi thắc mắc các bạn có thể hỏi qua cái địa chỉ facebook.com/đồ họa 247, hoặc các bạn xem thêm những cái video khác thì các bạn xem ở địa chỉ youtube.com/đồ họa 247. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.